Bạn hôm trước tôi có hẹn các bạn là làm về cái đánh bóng đèn pha, so sánh giữa hai cách, một là dùng kem đánh răng, hai là dùng theo kiểu truyền thống là giấy giáp và cala. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện, vì bữa trước thì tôi có làm bằng quả bơ rồi, nhưng quả bơ không ăn thua gì. Đấy, cái đèn pha thì nó mới thì nó đẹp như này, và đây hôm nay chúng ta sẽ thực hiện là để thử nghiệm cho cái đèn pha cũ này. Bạn nhìn là ố vàng đó, bây giờ ta sẽ làm đây. Đây là là kem đánh răng, đấy, bàn chải đánh răng nước này, giấy giáp loại P240, loại được gọi là giấy giáp nước đó. Và cái này đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên tôi sẽ thử bằng kem đánh răng trước. Đấy, tôi sẽ thử kem đánh răng ở phần này, một lớp bề mặt này. Các bạn xem nhé, đây, tôi sẽ làm bằng kem đánh răng trước để xem tác dụng của kem đánh răng đến đâu. Đây, ta đều đánh đều. Người ta sẽ làm một nửa đèn bên này bằng kem đánh răng. Đó. Cứ đánh như vậy. Theo đúng những gì ở trên mạng nói, nhưng mà tôi nói với các bạn là cái cách này theo tôi là nó cũng không giúp bằng dùng giấy giáp không, nhưng mà thôi tôi cứ làm để gọi là so sánh cho các bạn so sánh đó. Cái này thì thấy nhiều bạn tôn vinh bảo là nó sạch nắm trong mới, nhưng mà thì hôm nay tôi làm thực tế luôn. Tôi sẽ làm thực tế để cho các bạn thấy là cái cách này nó chỉ gọi là tẩy sạch được một chút xíu bề ngoài thôi, còn để mà lấy đi được cái phần nhựa mà bị hỏng thì cái cách này tôi nghĩ là không được. Nó cũng qua ra cái màu kem đánh răng này, nó cũng ra hơi đen đấy, sau khi đánh đây cũng ra hơi đen. Đánh kỹ nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nhé. Bây giờ tôi sẽ đổ nước vào đây. Chúng ta sẽ tiến hành lau khô để xem kết quả. Sau khi lau khô đây đấy, thì các bạn thấy không, nó cũng có sáng ra một chút đấy, tôi thấy là nó cũng có sáng ra một chút. Chúng ta sẽ đợi khô hoàn toàn. Okay. Các bạn thấy này, nó cũng sáng ra được một chút, nhưng mà nó không đạt được trong như mong muốn.
Đấy, nó cũng có sáng hơn điểm này này. Điểm này chưa đánh là vàng. Đấy, điểm này đánh rồi thì nó hơi sáng hơn một chút thôi. Đấy, chứ nó bảo mà sạch trong như mới thì chắc là kem đánh răng này là không làm được rồi. Kem đánh răng đã không làm được này. Tôi sẽ lau kỹ càng thêm một lần nữa cho nó sạch hẳn đi. Để xem tác dụng của nó tối đa đến mức bao nhiêu. Ok. Đấy, lau sạch hoàn toàn. Cứ đến khi khô nước thì ta lại thấy nó có một lớp mờ, nó có sáng hơn một chút nhưng mà không ăn thua các bạn nhé. Đấy, thì tôi bây giờ tôi sẽ thử hiện bên này với lại Kana và Zeta. Đầu tiên thì tôi sẽ xé mảnh giấy giáp ra thành một mảnh nhỏ như thế này. Đấy, sau đó tôi nhúng nước. Đấy, tôi làm ướt về mặt nước này. Tôi làm ướt về mặt đèn này. Thì tôi để lại cái bên đã dùng xử lý bằng kem đánh răng này. Ông à? Vâng, ông chào. Ông chào con tí, ông chào con tí. Có những cái giáp nước. Tôi sẽ đánh qua để mặt. Cái này thì những bạn mà đam mê xe, yêu xe thì có thể tự làm. Đấy. Kể cả là các bạn là lái thuê hay là chủ thì các bạn đều có thể tự làm. Đấy, nhưng mà tôi nói là cái đánh giấy giáp này đấy, làm các bạn cũng cẩn thận mà ảnh hưởng đến sơn của xe. Đấy, đôi khi giấy giáp bạn cần quá tay mà phát thôi nó sẽ ảnh hưởng. Đấy, còn những bạn mà đi lái xe, tôi xin lỗi bạn, tôi nói luôn là nếu mà ví dụ bạn đi lái xe thuê chỉ gọi là coi như đấy như một công việc mà không phải đam mê về xe thì thôi cũng đừng có làm, cứ bảo chủ xe họ đưa ra ngoài thợ thế là xong. Đấy, còn cái này những bạn nào đam mê muốn chăm sóc xe, muốn tự chăm sóc xe có thể làm. Tôi nói là làm cái này nó cũng kỳ công lắm, rồi rất là kỳ công để mà được một chiếc đèn pha đẹp như thế này. Và cái này nhá, tôi nói các bạn nữa là nếu mà làm giấy giáp và Kana này, ngày trước là tôi hay xử lý là đèn xe bị xước là nhiều. Đấy, cái này xử lý đèn xe xước rất là ok. Sau khi xử lý thì nó sẽ hết cả cái xước luôn, rất là đẹp. Đấy, và bạn Thắng ở Hưng Yên cũng rất là đang, tôi biết là bạn rất là đang mong chờ cái trò này, nhưng mà tôi hôm nay tôi làm trước đợi bạn lâu quá. Các bạn thấy không? Sau khi mà đánh một lớp thì cái đèn đã sáng lên tương đối rồi. Đấy, nó đã hết cái màu vàng ở trên bề mặt, đèn đã sáng lên tương đối rồi. Đó, rất là sáng. Đấy, rất là sáng rồi. Thì bây giờ thì sau khi mà đánh để lấy hết cái phần màu vàng đi. Đấy, chúng ta sẽ lấy Kana để làm nhẵn cái bề mặt do giấy giáp làm xước. Để khi đánh như này thì giấy giáp sẽ làm bề mặt của đèn có hơn một tí cái sức răm. Bạn nào mới yêu thích kênh của tôi thì xem thì nhớ đăng ký nhé, đăng ký kênh của tôi để xem những cái trò sau. Với tôi cái này thì thật ra mà nói tôi thì đam mê về xe cho nên là cũng tương đối là nhiều trò cho các bạn xem đấy. Các bạn muốn tìm hiểu hay như nào đó thì cứ đăng ký kênh của tôi, anh em sẽ cùng nhau. Rồi, ok. Vậy là tôi đã đánh xong cái phần
dây giác. Đấy, bây giờ là tôi sẽ đợi khô và đánh cá này cho các bạn so sánh nhé. Rồi, bây giờ là chờ nó khô này. Sau khi bề mặt nó khô thì nó sáng, nó sẽ sáng hơn nhưng nó không trong, thì nó một lớp mờ nhưng nó là mờ trắng, không phải là mờ vàng như bên này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ quẹt bạn cana này cho đây này. Đấy, bạn cứ cho cana vào đây. Đấy, cho nhiều một chút cũng được. Đấy, sau đó lấy một cái giải sạch như này, bạn đi và đánh. Cứ đánh mạnh, cứ đánh thật mạnh. Đấy, đánh đến khi nào mà bạn nhìn không còn vết xước nữa là bạn đã có một cái đèn như mới. Các bạn cứ đánh mạnh. Trước thì tôi cũng có nghe ở trên mạng nói là cái quả bơ là đánh bóng đèn pha rất tốt. Đấy, và tôi cũng không tin. Cho nên là tôi cũng đã mua về và đánh thử. Tôi làm thử ở trên cái xe máy thôi. Hôm đấy thì cái hôm tôi làm về cái quả bơ đấy, tôi lại chưa có làm các chương trình YouTube này. Tôi chỉ có nghĩa là thấy người ta bảo vậy tôi muốn khám phá. Tôi đã mua về tôi làm trên đèn của cái xe máy, nhưng mà thực ra mà nói là cái kết quả của nó này không như mong đợi các bạn. Đấy, cái quả bơ thì nó cũng có tẩy được một chút xíu cái độ vàng thôi, nhưng mà nếu mà xét về ấy thì nó còn chưa bằng cả kem đánh răng. Đấy, còn chưa được cả bằng kem đánh răng, chưa nói đến là cái tác dụng mà để mà ấy hoàn toàn là chắc chắn với các bạn là quả bơ là không nặng. Đấy, hôm nay là tôi chỉ làm kem đánh răng và cala để cho các bạn xem, các bạn tham khảo. Đấy, và cái cala này còn một lưu ý nữa nhé, một lưu ý nữa cho những bạn mà ví dụ như đi cái xe của Trung Quốc ấy, thì trước khi mà các bạn làm ấy, các bạn nên quẹt một chút cala vào một góc của đèn, ví dụ góc chỗ một cái góc dưới này chẳng hạn, bạn để tầm 15 phút. Nếu nó bị vàng thì nghĩa là cái loại nhựa đấy của bạn là nhựa tái sinh, cái loại PE tái sinh, thì cái loại đấy tôi khuyên các bạn đừng có làm vì nó sẽ vàng hết cả cái đèn. Còn đèn xe xịn thì các bạn làm thoải mái. Đó, sau khi mà tôi đã tước một lượt cala thôi, đây mời các bạn chiêm ngưỡng, trong như mới. Đẹp như mới luôn. Đây, và bên này ta làm bằng kem đánh răng. Đấy, thì các bạn thấy không? Vẫn còn ố vàng. Đấy, vẫn còn ố vàng. Đấy, còn như bên này thì đẹp như mới luôn. Đó. Đấy. Đấy, thì bây giờ về cái tác dụng của cái này thì các bạn đã nhìn rõ. Đây, một bên này vẫn còn vàng. Nhìn vào pha trong rất là mờ, khó nhìn. Ở bên này. Đấy, trong veo luôn. Đấy. Tác dụng của nó thì các bạn đã biết rồi. Đấy, thì hôm nay tôi làm thử ở trên chính cái đèn của tôi. Đấy, trên cùng một cái đèn và tôi làm hai lửa khác nhau. Các bạn cứ so sánh với này, các bạn cứ so sánh với này cái ảnh khi đầu tiên chúng ta bắt đầu thực hiện cái thử nghiệm này, thì các bạn sẽ thấy rõ cái sự khác biệt rất nhiều.
đặc biệt đối với bên tôi làm ở Cana này. Công mà đánh kỹ một chút, nó sẽ rất là đẹp. Cái vải này thì tôi cũng nhân tiện tôi có cái áo xe cũng xé luôn đấy, chứ còn cái về cái vải này đánh Cana là nó vẫn cái tiêu chuẩn đấy các bạn. Đấy, tôi nghe thấy các bác thợ nói là đánh Cana là chúng ta phải đánh bằng cái vải nó gọi là vải thô gì đấy. Đấy, tôi cũng tôi tiện được có cái áo cũng cần phải xé thì xé luôn. Đấy, thế để đánh thì nó cũng hơi lâu một tí. Đây, các bạn xem lại. Đây, sau lần thứ hai đánh cái này đó, đẹp hơn mới. Đấy, ở đây còn một góc chỗ này là vừa nãy tôi đánh sơ sơ này, nhìn thấy vẫn cũ và vàng hơn này, vì cái chỗ này tôi sợ ảnh hưởng đến phần sơn này, tôi không đưa giấy ráp vào. Đấy, thì nó cũng sẽ vẫn cứ vàng hơn một chút. Đấy, nhưng mà thôi không sao, làm thử nghiệm cho các bạn thôi, lúc nào tôi rảnh rỗi tôi sẽ làm cả cái xong. Đấy, các bạn nhìn không, rất là trong. Đấy, còn bên này ta chỉ dùng kem đánh răng. Đấy, cái pha bên trong là hoàn toàn ta không thể nhìn rõ được. Đấy, nó rất là mờ. Đó. Đấy, rất là mờ. Đấy, còn đây là một cái đàn rất là sáng. Đấy. Và xin nói với các bạn một điều nữa, đây như cái bên này là sử dụng cái công nghệ Lalo mà gọi là lấy cái bình mà đứng hơ gì đấy, thì đây sau 2 năm sử dụng nó bay hết cái lớp đấy, nó để lại một cái rất là xấu. Đấy, và cái công nghệ Lalo này nó cũng chẳng phải là cao sang gì đâu các bạn, thực tế ra mà nói nó là cái công nghệ mà để người Trung Quốc sản xuất ra những chiếc đèn pha đấy, giá rẻ, và sau một thời gian sử dụng là nó bị mở. Đấy, sau một thời gian sử dụng là nó bị mờ theo kiểu như là mốc mặt đấy, chứ không phải là mờ vàng như thế này, mà mờ là có kiểu bong mặt đấy. Thì đây hôm nay là đấy, các bạn nào thắc mắc thì hôm nay đã nhìn thấy rõ rồi đấy, một bên mờ và một bên rất là trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cứ đăng ký kênh của tôi để xem những video tiếp theo, và những gì mà các bạn thắc mắc thì các bạn cứ hỏi tôi sẽ làm để chúng ta cùng trải nghiệm.